Hello, chim cả cảnh xin mến chào tất cả các bạn. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Gà lôi trắng này các bạn ơi. Gà lôi trắng 20 tháng tuổi nha các bạn. Bạn thấy vẻ đẹp của nó không ạ? Này nó cũng đang thay lông nha các bạn. Đuôi nó bị gãy hết rồi, đuôi nó rất là dài. Hôm trước mình nuôi, mình nhốt nó vào cái lồng nhỏ này các bạn. Trong này vẫn đang còn này. Lồng nhỏ nó gãy hết lông đuôi nha các bạn. Nay mình thả nó ra ngoài cho nó rộng rãi tí xíu. Bạn thấy không ạ? Quá đẹp. Nếu mà mình nuôi đầy đủ chất thì nó dài về tầm 1,2 m đó các bạn, tính từ mỏ tới tới cận đuôi nha. Bạn xem video cho mình xin một like, một lượt đăng ký kênh nha các bạn. Các bạn xem video vui vẻ nha. Bạn thấy đẹp không ạ? Rất là đẹp luôn. Mình quay này nó ngược sáng nha các bạn. Đây là con mái này các bạn. Đây là khoảng tầm 2 tháng nữa là sinh sản nha các bạn. Bạn thấy không ạ? Tối đúng không? Hơi tối. Nhát rồi bạn. Mình xin kết thúc video tại đây nha. Các bạn xem kênh nhớ cho mình xin một like, một lượt đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn nhiều nha.